đi sang này luôn, bên này đi sang bên này luôn, kê cả làm tiêu mỡ giảm béo mà nếu mà không chỉnh cái này còn lâu mới hết này, coi khi cả một tảng mỡ chỗ này tảng mỡ chỗ kia, xong đến lúc lại bảo là ô vào trong miền Nam chữa với chị bảo chứ quái lạ, xong bây giờ tôi trước đây tôi có hai tảng mỡ to ở đây, giờ nó đi nào rồi, thế nên tôi không hiểu đến giờ không hiểu bây giờ nó đi nào, bởi vì cái chỗ này nó kéo ở đây thế này thì chỗ này là phải lực hút của trái đất nó phải dụng xuống đây, không cái chỗ mỡ đây là nó phải dụng xuống đây, chỗ này nó phải dụng xuống đây, thế bây giờ nó thẳng ra như thế này rồi, nó dụng từ đây nó đều ra, thế là thôi ngày hôm sau là hai cái bánh cặp bánh rõ to là mang ra tặng mỡ, nó kỳ diệu nó như thần thoại đấy, nó hoàn toàn có cơ sở các bạn. Thế thì ở đây tất cả những cái điều mà nhiều khi ở trước đây chưa có thể xảy ra, những cái người bị như thế rất nhiều và mất rất nhiều tiền thuốc để đi chữa mà cũng không phải tự được, cứ hết thuốc giảm đau nó lại hết thuốc giảm đau nó lại nhiều, và có những người kể cả khi hoàn toàn những vật là phải đi mang vào chuẩn chỉ định của tao stand là 100 mấy chục triệu, không có tiền quay được người ta mách các bạn mà mình đưa trên Facebook làm cho nó bây giờ cũng cười to tơ chữa có nữa, bây giờ thấy sung sướng quá, còn bây giờ nghĩ có khi mày không cần thiết thì phải đi năm nữa mà không cần thiết thì ra đi chữa nữa đó. Thế các bạn thấy là cái lợi ích mình càng đi mình cảm thấy cái lợi ích rất là to lớn khi mà lan tỏa đến cộng đồng.